Bỏ đây nè, bình thường là nó nằm sát xương sườn này luôn nè. Thì bây giờ bác đặt nó bác tách cái này ra, bỏ cái túi vô đây thì cái cơ nó sẽ giữ lại. Còn hiện giờ hai bạn này là cái mô ngực ở ngoài này nè, nó nhiều. Thì bây giờ cái cơ nó giữ lại cái túi, nhưng mà cái mô ngực này nó sẽ lúc nào không biết được luôn. Nhiều khi cho con bú là nó sẽ nhiều, cơ thể lâu quá lẹ nó sẽ nhiều, anh xả nhiều quá nó cũng sẽ. Cho nên nó phụ thuộc rất nhiều cái yếu tố. Còn bản thân cái túi mà đặt vừa thì cái cơ nó còn khỏe, nó giữ lại rất là lâu. Nghĩa là túi nó vẫn nằm ở trên đây, cái mô ngực này nó sụt xuống. Nhưng mà ví dụ như đặt 300 mà làm về, ví dụ có 5 năm 5 năm hay là 10 năm hay là 1 hay 2 năm gì đó thật sự không biết được luôn. Chứ để nói mà bảo đảm trong thời gian nào thì không biết. Nghĩa là cái túi nó giữ lại được. Bác chỉ đặt vô, nói nôm na, bác chỉ đặt vô cho nó to lên, căng vô cho nó vô phom, vô thí dụ chân ngực cố gắng cho nó đều, khe cố gắng thích nhất. Cái người nào mà bác nói thích hay là bác nào hỏi thì bác khám là sẽ biết được. Còn cái túi đặt trong cơ thể của mình mà nói bao lâu thì bác không biết được. Tại vì mỗi người nó già, tại sao có nhiều người chừng tháng hai tháng nó già nhiều, hay là một năm hai năm thì nó già hơn người kia. Mình lo toan quá hay là vấn đề nữa thì cơ thể nó lão quá lẹ thì nó sẽ sệ, cái cơ nó giãn, nó sẽ sệ giạt ra hai bên, cái túi nó nặng, nó trì xuống. Người có con có em bé sữa nó phát triển bự lên, nó teo lại, nó sệ xuống. Và anh xả nhiều nữa thì nó không biết được nha.